giảng những điểm trọng yếu về việc giới sát. Đại đức của trời đất là sinh, đại đạo của Như Lai là từ. Người vật tuy khác, tâm tánh là đồng. Như Lai xem khắp cả tam thừa lục phàm đều như con một. Vì sao vậy? Do họ đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Tam thừa hãy để đó, lục phàm là trời, người, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Tuy có cao thấp, khổ vui khác nhau, nhưng đều chưa đoạn được hoặc diệt, chưa ra khỏi sinh tử. Phước trời nếu hết, liền phải đọa xuống. Tội trong địa ngục nếu tiêu, bèn lại sinh lên. Hệt như bánh xe, hết lên cao, lại xuống thấp. Ta nay may được thân người, lẽ ra phải khéo léo bày cách để cứu giúp, thương tiếc sinh mạng loài vật, thể hiện đức hiếu sinh của trời đất, thể hiện lòng nhân trắc ẩn trong tâm ta. Ấy là vì các loài vật và ta cùng sống trong dòng trời đất, cùng hưởng sự sinh trưởng, dưỡng dục của trời đất, lại cùng biết tham sống, cùng biết sợ chết. Người có lòng nhân, đối với xương khô còn nhặt lấy đem chôn, nào chịu vì sướng bụng miệng mà khiến cho các loài vật trên cạn dưới nước phải chịu nỗi khổ cắt, xẻ, nung nấu ư? Phải biết rằng các loài vật từ vô thủy đến nay cũng từng ở địa vị cao sang tôn quý, oai quyền hiển hách, chẳng biết mượn oai quyền để ban bố ân đức, trái lại cậy quyền tạo nghiệp, khiến cho ác nghiệp chất chứa như rừng, đọa trong dị loại. Miệng chẳng nói được, tâm không suy nghĩ, thân không tài khéo, nên mắc phải nạn này. Tuy thịt mềm bị cưỡng ăn là chuyện đã đành, nhưng oán hận đã kết, há chẳng đời đời kiếp kiếp lo báo thù cái oán niệm này chăng? Ví dụ con người chẳng nghĩ đến nỗi khổ của những con vật bị giết, lẽ nào chẳng sợ oán nghiệp kết sâu, thường bị chúng giết lại hay sao? Lại chẳng sợ tàn hại loài vật của trời, trời sẽ đoạt mất phước thọ của mình hay sao? Người nào mong cho quyến thuộc đoàn tụ, thọ mạng dài lâu, thân tâm yên vui, các duyên như ý, rất nên phát tâm đại bi, thực hành phóng sinh, khiến cho thiên địa quỷ thần thảy đều thương xót tấm lòng thành thương loài vật của ta, sẽ khiến cho những điều mình mong mỏi được thành tựu. Nếu cậy mình có tiền tài, trí lực, bày ra đủ cách bắt lấy các con vật hòng thỏa mãn bụng miệng của mình, chẳng kể đến nỗi thống khổ của chúng, há còn đáng gọi là con người đứng cùng với trời đất thành tam tài chăng? Nhưng ta với chúng cùng trong sinh tử từ vô thủy đến nay, cố nhiên chúng đều là cha, mẹ, anh, em, thê, thiếp, con cái của mình. Mình cũng là cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái của chúng. Mỗi con vật ấy trong khi làm người hoặc lúc trong dị loại từng bị ta giết. Ta cũng trong lúc làm người hoặc trong lúc làm dị loại từng bị chúng giết. Làm kẻ oán, người thân, sinh ra nhau, giết hại nhau. Lặng im suy nghĩ, thẹn chẳng muốn sống nữa. Hãy gấp rút sửa đổi, hối hận vẫn còn là chậm. Huống hồ cứ quen thói cũ, vẫn chấp mê tình, cho rằng trời sinh ra dị loại vốn là để làm thức ăn cho con người. Ta vẫn còn đầy đủ hoặc nghiệp, nên không cách nào thoát ra ngoài luân hồi được. Vạn nhất chúng nó tội đã diệt, lại sinh làm người, thiện căn phát sinh, nghe pháp tu hành, đoạn hoặc chứng chân, đạt thành Phật đạo. Nếu ta đọa lạc, còn mong chúng sẽ rủ lòng từ cứu viện, ngõ hầu lìa khổ được vui, chứng được Phật tánh, há nên cậy vào sức mạnh một thời để đạt cái khổ bao kiếp dài lâu không được cứu vớt chăng? Phải biết, người cùng loài vật cùng mang thân huyết nhục này, cùng có tánh linh, cùng sinh trong dòng trời đất. Chỉ do đây kia tội phước bất đồng, đến nỗi đời này hình chất thông linh hay ngu xuẩn sai khác.
cậy ta mạnh hiếp loài yếu, dùng thịt chúng nó no đẩy bụng mình, khoái lòng thích chí, cho đó là phước báo. Chẳng biết rằng một khi phước lực đã tận, nghiệp báo hiện tiền, lúc bị người giết chắc, thân chẳng kháng cự lại được, miệng chẳng nói nổi, trong lòng buồn sợ, đau đớn, khổ sở, mới biết chuyện ăn thịt là một tội giả lớn vậy. Người ăn thịt đúng là la sát, dù chẳng giết người để ăn thịt cũng không được. Vì thế, Kinh Lăng Nghiêm nói, do người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành dê, như thế cho đến 10 loại sinh vật. Chết chết, sống sống, ăn nuốt lẫn nhau, ác nghiệp cùng sinh đến cùng tột đời vị lai. Lại còn nhiều kiếp đến nay sinh ra lẫn nhau, đã không có đạo lực để cứu tế, nỡ nào để chúng nó bị giao xả cực khổ, hòng miệng lưỡi mình hưởng vị ngon chăng? Trong Kinh Nhập Lăng Già, Đức Thế Tôn bao lần quở trách chuyện ăn thịt. Có đoạn chép, hết thảy chúng sinh từ vô thủy đến nay, ở trong sinh tử luân hồi chẳng ngơi. Không ai chẳng từng làm cha mẹ, anh em, quyến thuộc nam nữ, cho đến bằng hữu thân ái, kẻ hầu. Qua đời khác phải thọ các thân chim, thú, sao lại dùng chúng nó để ăn? Phàm những ai sát sinh ăn thịt, nếu nghĩ đến điều này, ắt sẽ giật mình kinh sợ, tỉnh ngộ, thà tự giết mình, chẳng thể giết hết thảy loài vật nữa. Ta cùng hết thảy chúng sinh đều trong luân hồi, từ vô thủy đến nay, thay phiên sinh ra nhau, lần lượt giết nhau. Cố nhiên, ai nấy đều từng là cha mẹ, anh em, chị em, con cái của chúng ta. Ta cũng từng là cha mẹ, anh em, chị em, con cái của mỗi kẻ đó. Bọn họ do sức ác nghiệp trùng trùng ở trong loài người hoặc trong dị loại bị ta giết hại. Ta cũng do sức ác nghiệp trùng trùng ở trong loài người hoặc trong dị loại bị chúng giết hại. Trải kiếp dài lâu, sinh ra nhau, giết lẫn nhau, trọn chẳng ngừng nghỉ. Phàm phu chẳng biết, Như Lai thấy thấu triệt, chẳng nghĩ thì thôi, hãy nghĩ đến, hổ thẹn, đau xót khôn ngăn. Ta nay may nhờ phước thiện đời trước, sinh trong loài người, tất nhiên nên giải trừ oán hận, tháo mối trói buộc, kiên giết, phóng sinh, khiến cho hết thảy những loài có sinh mạng ấy đều được yên ổn. Lại còn vì chúng nó niệm Phật hồi hướng tịnh độ, khiến chúng được độ thoát. Nếu như chúng nó nghiệp nặng chẳng được sinh ngay, nương vào công đức từ thiện này, chắc chắn khi lâm chung sẽ giảng sinh Tây Phương. Đã giảng sinh rồi, liền được siêu phàm nhập thánh, liễu sinh thoát tử, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, dần dần chứng được Phật quả. Phàm là bậc đại thánh, đại hiền, không ai là chẳng kiên giết, phóng sinh, hồng giảng hồi sát kiếp, hồng bồi đắp phước quả, dứt đao binh, hầu làm nền tảng cho ngày tháng an vui. Cổ nhân nói, dục tri thế thượng đao binh kiếp, tu thính đồ môn bán dạ thanh. Muốn biết binh đao trên cõi thế, lò mổ nên nghe tiếng giữa đêm. Lại nói, dục đắc thế gian vô binh kiếp, trừ phi chúng sinh bất thực nhục. Muốn cho thế giới thái bình, trừ phi nhân loại đồng tình ăn chay. Do vậy biết rằng, kiên giết, phóng sinh chính là kế sách tốt lành, nhổ sạch rễ, lấp tận nguồn để cứu đời vậy. Nếu nói, kẻ quan, quả, cô độc, bần cùng hoạn nạn đâu đâu cũng có, sao chẳng chu cấp cho họ, cứ khăng khăng lo cho bọn dị loại, chẳng quan hệ chi với mình, chẳng phải là đảo lộn chuyện hoãn gấp nặng nhẹ ư? Đáp rằng, ông chưa biết nguyên do Đức Như Lai dạy người kiên giết phóng sinh. Người và vật tuy khác, Phật tánh vốn đồng. Chúng do ác nghiệp đắm chìm trong dị loại, ta do thiện nghiệp may được làm thân người. Chẳng tăng thêm lòng lân tức, lại còn mặc sức ăn nuốt. Một mai phước ta đã hết,
tội chúng nó đã tận, khó tránh bị nắm đầu đền nợ, no thỏa bụng miệng chúng. Phải biết, đao binh đại kiếp đều do sát nghiệp đời trước cảm thành. Nếu không có sát nghiệp, dù thân gặp phải giặc cướp, chúng sẽ khởi tâm lành, chẳng chém giết mình. Huống hồ là đối với những tai nạn ngang trái, ôn dịch, nước lửa, người kiên giết, phóng sinh, tuyệt ít gặp phải. Vì thế, bảo vệ loài vật vốn là để bảo vệ mình. Kiên giết mới hòng khỏi bị trời giết, quỷ thần giết, đạo tặc giết, vị lai oan oan tương báo giết. Đối với kẻ quan quả cô độc bần cùng hoạn nạn, cũng nên tùy phần tùy sức chu cấp, chứ nào phải người kiên giết phóng sinh tuyệt chẳng thực hiện công đức ấy. Nhưng những kẻ quan quả dù thật đáng thương xót vẫn chưa đến nỗi lâm vào tử địa. Loài vật nếu chẳng được cứu chuộc ngay sẽ lập tức phải lên chảo thớt để thỏa bụng miệng con người. Lại còn có kẻ nói loài vật vô tận, phóng sinh được mấy? Đáp: phải biết rằng một việc phóng sinh chính là để khiến đồng nhân phát khởi thiện tâm tối thắng, cứu giúp khắp sinh mạng loài vật, mong họ thế nhận được cái ý gấp thả, trong tâm động lòng thương xót, chẳng nỡ ăn nuốt. Đã chẳng ăn nuốt sẽ thôi săn bắt. Vậy thì hết thảy loài vật bay trên không, bơi dưới nước sẽ tự tại bay, chạy, bơi lội trong nơi sinh sống của chúng. Tức là chẳng phóng sinh mà phóng sinh khắp cả. Đấy chẳng phải là cả thiên hạ trở thành một cảnh hay sao? Dù không phải ai cũng làm được như vậy, nhưng một người chẳng nỡ ăn thịt đã có vô lượng sinh mạng loài vật trên cạn, dưới nước khỏi bị tàn sát. Huống hồ nào phải chỉ có một người không nỡ ăn thịt thôi ư? Lại vì hết thảy đồng nhân trong hiện tại, vị lai, dứt trừ cái nhân quan, quả, cô, độc, bần cùng, hoạn nạn, tạo cái duyên trường thọ, không bệnh, phú quý, yên vui, cha con sum họp, vợ chồng giai lão. Đấy chính là thực hiện sự chu cấp, giúp đỡ sẵn, để đời đời kiếp kiếp trong vị lai, vĩnh viễn chẳng có những nỗi khổ, quan, quả, hưởng thọ dài lâu những sự vui trường thọ, vân vân. Há chẳng đáng gọi là khiến cho khắp hết thảy đều được hưởng phước ư? Há nên thờ ơ bỏ qua? Ông nghĩ kỹ đi, kiên giết phóng sinh rốt ráo chính là khăng khăng vì con người. Nào phải cứ cắm đầu lo cho loài vật, đảo lộn chuyện hoảng gấp nặng nhẹ đâu. Một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sinh và một niệm tâm tánh của tam thế chư Phật trọn chẳng phải hai. Nhưng do mê chưa ngộ nên bao kiếp dài lâu luân hồi trong lục đạo mãi không ngừng nghỉ. Tuy đường lành trời người so với tam đồ ác đạo khổ vui khác xa nhau, nhưng đều là thuận theo nghiệp lực thiện ác cứ luân hồi mãi. Thiện đạo chẳng đáng tin cậy, ác đạo thật đáng sợ. Há chẳng nên dung bồi nhân lành, cứ tạo càng ác nghiệp, cứ cậy mình mạnh, hiếp đáp kẻ yếu, bắt lấy hết thảy chúng sinh trên cạn, dưới nước, giết ăn chăng? Do ác nghiệp nhân duyên đọa trong đường súc sinh, ta nay may được sinh trong loài người. Nếu chẳng tăng thêm lòng lân tuất, cứ mặc tình sát hại, khó tránh đời sau oan oan tương báo. Kinh Lăng Nghiêm nói, giết thân mạng chúng hoặc ăn thịt chúng, trải di trần kiếp ăn lẫn nhau, giết lẫn nhau giống như bánh xe lăn, hết lên cao lại xuống thấp, chẳng có lúc ngừng. Trừ Samatha và lúc Phật xuất thế, chẳng thể ngưng nghỉ được. Nhưng đạo Samatha thật chẳng dễ đắc, Như Lai xuất thế cũng khó gặp gỡ. Dám đâu chẳng học theo gương tiên hiền, chẳng tuân lời Phật dạy. Suy cái tâm sợ chết của mình mà cứu vớt loài đợi bị nấu nướng kia, để mong tiêu trì tốt nghiệp, dung bồi căn lành, dứt vĩnh viễn cái nhân sát hại, cùng chứng quả trường thọ vậy. Hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh,
đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai. Lập cách cứu giúp còn e chưa kịp, há nên để thỏa miệng bụng mình bèn giết hại thân xác chúng nó ư? Phải biết rằng các loài vật bay trên không, lặn dưới nước đều có cái tâm linh minh giác tri. Nhưng vì túc nghiệp sâu nặng đến nỗi hình thể khác xa, miệng chẳng nói được. Xem tình cảnh chúng đi tìm cái ăn, tránh né cái chết, sẽ nhận ra chúng có khác gì con người đâu. Chúng ta nhờ sức túc phước may được làm người, tâm có trí lự, phải nên nghĩ đến dân chúng và loài vật cùng sinh từ một bọc cha trời mẹ đất, mới chẳng phụ bạc cái lẽ con người đứng cùng trời đất thành tam tài vậy. Do cùng được trời đất sinh thành, nuôi nấng, phải mong cho mọi người cùng loài vật đều được sống yên ổn, cùng được trời che đất chở, cùng vui ngày tháng mới phải. Nếu như chẳng hiểu thấu cái đức hiếu sinh của trời đất, buông lung ý niệm tham ăn tục uống của chính mình, cậy mình khỏe, hiếp kẻ yếu, ăn thịt nó để no đẩy bụng mình, ắt đến ngày nào đó, túc phước đã hết, sát nghiệp hiện tiền, muốn chẳng thay đầu đổi mặt, bị chúng nó ăn, giết trở lại, há có được chăng? Nữa, ăn thịt có chất độc, do chúng bị giết, tâm oán hận kết lại. Bởi thế, khi ôn dịch lưu hành, người ăn chay rất ít người bị nhiễm phải. Hơn nữa, thịt là vật uế trược, ăn vào máu sẽ bẩn, tinh thần tối tăm, thấy mạnh mẽ ngay đó, nhưng hiệu quả tan đi rất nhanh, rất dễ tạo thành đầu mối cho bệnh tật. Rau cỏ là vật thanh khiết, ăn vào khí thanh, trí rạng, khỏe mạnh lâu, già chậm, có nhiều chất bổ. Tuy đây là lời bàn thông thường về phép vệ sinh, nhưng thật sự là lời luận cùng tột về tánh, do thói quen kéo dài đến nỗi mê man chẳng tỉnh. Phải biết rằng, người nhân ắt thương yêu loài vật. Người giết loài vật quyết khó thể là người có lòng nhân, do tánh quen khiến thành như thế. Vì vậy, thánh dương trị thế, chim, thú, cá, rùa đều sung sướng. Đạo sáng dạy dân thì gậy giữa dính, ná bắn đạn đều bỏ sạch. Thử nghĩ từ xưa đến nay, phàm là kẻ tàn nhẫn, tham ăn tục uống, phần nhiều dòng dõi bị tuyệt diệt. Người nhân ái tử tế, con cháu ắt hương thạnh. Kẻ khởi đầu thói ác, Khổng Tử đoán nó vô hậu. Kẻ mặc sức ăn thịt, Như Lai dự ký ắt phải đền trả. Xin chớ nói suông xa lánh bếp núc, đấy chỉ là cách nói quyền biến thuận theo thế tục, phải vĩnh viễn dứt hẳn đồ hôi tanh thì mới là xứng lý thật nghĩa. Tâm tánh chúng sinh giống hệt như Phật, do nghiệp thiện ác báo phân ra người thú. Người có trí huệ, thú không tài khéo, cậy mạnh hiếp yếu, giết để ăn thịt. Làm con trong nhà người ta chẳng ngoài lý do đã thiếu nợ nặng.
huống hồ giết thân mạng chúng chỉ cốt sướng miệng, oán hận cố kết, trải bao kiếp đòi nợ lẫn nhau. Thử nghĩ đến điều ấy, trong tâm đau thương. Nguyên hết thảy chúng sinh trên cạn dưới nước, không một loài nào chẳng biết đớn đau khổ vui, không một loài nào chẳng biết tham sống sợ chết. Nhưng không con vật nào chẳng phải là cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, bạn bè, thân quyến trong vô lượng kiếp của ta. Lại không có một loài nào chẳng thể trong đời vị lai gieo sâu thiện căn, tu trì tịnh nghiệp, đoạn hoặc chứng chân, viên thành Phật đạo. Chỉ vì túc thế ác nghiệp phải đọa trong dị loại. Vì thế phải nên sinh lòng thương xót sâu xa, hộ trì mạng chúng, khiến mỗi con vật đều được sống yên vui. Há nên cậy mạnh hiếp yếu, hoặc dùng trí đoạt lấy, hoặc dùng tiền của đoạt lấy, khiến hết thảy bọn chúng bị dồn vào bụng miệng mình. Tuy chúng nó sức chẳng chống chọi được, tâm đã kết mối hận dằn vặt, cho nên đời đời kiếp kiếp xoay dần giết nhau. Sướng miệng một lúc, giết thân mạng nhiều kiếp, sánh với chuyện tự giết mình còn khốc liệt gấp bội. Sao lại khổ sở làm chuyện chuốc lấy ương họa này? Há có phải là ngu mê đến cùng cực chăng? Xưa nước Lỗ có hai gã dũng sĩ, chỉ nghe tên nhau chứ chưa gặp mặt. Một bữa gặp nhau, mua rượu cùng uống. Một gã bảo, không có thịt chẳng vui, hãy đi mua thịt. Gã kia bảo, thịt của tôi với anh đây, còn tìm đâu nữa. Gã thứ nhất bảo ý kiến ấy rất hay, bèn trễ áo xẻo thịt mình, hai bên cùng ăn. Kẻ kia lại cắt thịt mình, đưa cho bạn ăn. Dương dương tự đắc, bảo là tình bạn chúng ta tình ý chân thật tột bậc. Vừa cắt vừa ăn mãi cho đến chết. Những người trông thấy đều than, hai gã ngu. Do vì ăn thịt, người đời tạo các sát nghiệp đến nỗi bao kiếp xoay dần giết hại lẫn nhau, so với hai gã dũng sĩ kia càng khốc liệt hơn. Do không mắc huệ, chẳng biết hậu báo, lại coi là chuyện đắc ý để khoe khoang, kiêu hãnh, chê kẻ ăn chay là mê tín cùng là bạc phước. Thế tục tán thành, nào biết là sai. Vì thế, trong các kinh Đại Thừa Phạm Võng, Lăng Nghiêm, Lăng Già vân vân, Đức Như Lai đã cực lực phơi bày cái họa sát sinh ăn thịt, có thể nói là lòng chân từ đại bi nhổ rễ lấp nguồn vậy. Gần đây sát kiếp thảm khốc thiên cổ chưa từng nghe, lại còn các tai giả như nước lửa, tật dịch, gió lốc, động đất, hạn hán, lục lội thình lình xảy ra. Nói chung đều là do sát nghiệp duyên khởi, đến nỗi thế đạo nhân tâm càng ngày càng thấp. Do vậy, thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra, như đứng trước tấm gương, chẳng thể tránh khỏi bị soi bóng. Thế tục mê hoặc, coi ác là thiện, coi tạo nghiệp là tu phước, kẻ như vậy rất nhiều. Điều mắt nhìn thấy thảm, lòng thấy xót xa nhất, không gì bằng chuyện cúng tế quỷ thần. Phú quý đại gia luôn giết con vật lớn để tế, một mặt để cầu được nhiều phước, một mặt để phô phan mình giàu có. Còn những nhà nghèo khó cũng phải giết gà, giết vịt để cầu thần thường bảo hộ, khiến cho phước thọ tăng thêm, lâu dài hơn, mọi việc đều như ý. Chẳng biết thiên địa lấy hiếu sinh làm đức, quỷ thần lấy thiên địa làm chủ tể các sự, há chẳng phải là tâm ý trái thiên nghịch địa ư? Vì hưởng một kỳ tế lễ của ta, khiến cho vô số sinh mạng cùng chịu nỗi khổ cắt xẻ, ông thần ấy còn đáng gọi là một vị chánh thần thông minh, chánh trực, thưởng thiện phạt ác nữa chăng? Nguyên do là bọn ngu phu tham ăn, chỉ mượn danh quỷ thần giết thú lớn, vật nhỏ, cốt sau thỏa thích bụng miệng, quen dần thành thói, chẳng biết là đã tạo đại ác nghiệp. Bảo là cúng quỷ thần, thần có ăn đâu? Huống hồ đã gọi là thần, ắt phải dân giữ đức thông minh, chánh trực,
ắt phải chuẩn theo việc thiện hay ác mà giáng phước hay gieo dạ. Há phải đâu ai sát sinh cúng bái mình, dù nó làm ác vẫn cứ giáng phước. Kẻ nào chẳng sát sinh cúng tế mình, dù có làm thiện cũng cứ gieo dạ ư? Nếu vậy, tâm hạnh của ông thần ấy có khác gì tâm hạnh của bọn tiểu nhân vô lại nơi chợ búa đâu. Làm sao xưng là ông thần thông minh chánh trực được nữa? Đã là một vị thần thông minh chánh trực, chắc chắn chẳng vì thói yêu tà quỷ quái này mà chẳng tuân thủ đạo đức nhân nghĩa. Người đời chỉ biết ăn thịt là ngon, bèn vì ý niệm tham cầu thứ hôi thối tanh tưởi ấy, cho rằng thần thánh cũng giống như vậy. Từ đấy kẻ nọ người kia bắt chước nhau, chẳng biết là trái. Ví như dòi tửa ăn phân, nghĩ thiên tiên cũng phải tham ưa vị ngon này, bèn thường muốn dâng lên để cầu được ban thưởng phước khánh. Những con vật bị giết kia phần nhiều đều là những kẻ trong đời trước sát sinh cúng tế quỷ thần, ngõ hầu chính mình có dịp ăn thịt, nay phải đền trả quả báo sát sinh khi ấy. Thế nhưng hết thảy kẻ ngu nghe nói đến chuyện sát sinh tế thần bèn vui mừng hớn hở, coi đấy là chuyện làm phước, chẳng biết tương lai sẽ phải biến thành những giống vật ấy. Lúc bị giết, con miệng chẳng nói được, không cách nào thoát khỏi. Huống những ai đã thâm nhập Phật pháp, đã thọ đại giới nhà Phật, là bậc cao nhân lỗi lạc suốt đời ăn chay, do ham muốn ăn thịt bèn vô cớ bịa chuyện, giết vô số sinh mạng để cúng tế. Cái tội nghịch trời trái lý, dối thánh kinh hiền ấy, khiến cho đời đời kiếp kiếp sẽ mãi mãi làm các loài vật bị giết chóc ấy, há chẳng đáng buồn bã lắm sao? Người đời mắc bệnh cũng bị những tai nạn nguy hiểm, chẳng biết niệm Phật tu thiện, lại lầm lạc cầu đảo quỷ thần, đến nỗi sát hại sinh mạng. Nghiệp tăng thêm nghiệp, thật đáng thương xót. Người sống trong đời có những cảnh duyên gì, đa phần là do túc nghiệp. Đã mắc bệnh khổ nên niệm Phật tu thiện, sám hối túc nghiệp. Nghiệp tiêu, bệnh sẽ lành. Hạng quỷ thần kia, chính họ còn đang trong biển nghiệp, sao có thể tiêu nghiệp cho người khác được? Dù là vị chánh thần có đại oai lực đi nữa, thì oai lực của vị ấy so với oai lực của Phật, Bồ Tát, khác chi lửa đom đóm sánh với ánh sáng mặt trời. Đệ tử Phật chẳng hướng về Phật, Bồ Tát cầu đảo, lại hướng về quỷ thần cầu đảo, chính là tà kiến, chính là trái nghịch lời Phật dạy, không thể không biết điều này. Thêm nữa, hết thảy chúng sinh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai, lẽ ra nên kiên giết, phóng sinh, yêu tiếc mạng sống loài vật, chớ nên theo tri kiến thế tục, cho rằng dâng thức ngon lành lên cha mẹ mới là hiếu. Kẻ chưa nghe Phật pháp, chẳng biết sự lý luân hồi lục đạo, lầm tưởng đấy là hiếu còn tha thứ được. Chứ nếu là người đã nghe Phật pháp, giết phụ mẫu thân thuộc quá khứ để phụng dưỡng cha mẹ hiện tại và dùng trong tang tế vân vân, chẳng những chẳng phải là hiếu đạo mà còn thành ngỗ nghịch nữa. Bởi vậy, do nghe nghĩa đế chân thật của Phật pháp, những người thông đạt đều chẳng chịu làm theo những pháp quyền tạm của thế tục. Bởi những pháp tạm bợ ấy chỉ thuận theo mê tình thế tục mà lập, chẳng phải là đạo thấy thấu suốt nhân quả ba đời của Đức Như Lai. Trong các ác nghiệp, chỉ có sát nghiệp là nặng nhất. Khắp dưới gầm trời, không một ai chẳng tạo sát nghiệp. Dù cả đời chẳng sát sinh, nhưng hàng ngày ăn thịt, tức là hàng ngày sát sinh. Bởi chẳng giết, chắc chắn chẳng có thịt. Kẻ mổ thịt, kẻ săn bắt, kẻ đánh cá đều là để cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt, họ giết hại thay cho mình. Nhưng một ai ăn thịt, ăn chay, thực sự là nguyên nhân chẳng nhỏ khiến chúng ta thăng hay trầm, thiên hạ bình trị hay loạn lạc vậy. Những ai yêu thân mình và yêu thương khắp cả mọi người trên cõi đời, muốn được trường thọ, an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn,
phải lấy việc kiên giết, ăn chay làm diệu pháp bậc nhất để giảng hồi thiên tai nhân họa. Một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sinh chẳng khác với chư Phật, cũng chẳng khác với một niệm tâm tánh của chúng ta. Chỉ vì túc thế ác nghiệp đọa vào dị loại, vì thế phải sinh lòng thương xót lớn lao, lẽ đâu mặc sức giết chóc. Người đời vô tri bị tập tục trói chặt, thường coi sát sinh ăn thịt là vui, chẳng nghĩ đến các con vật bị giết ôm nỗi thống khổ oán hận như thế nào. Cậy mạnh hiếp yếu coi là chuyện đương nhiên, một khi đao binh khởi lên, tình cảnh khác gì những con vật bị giết. Đốt cháy nhà cửa ngươi, hãm hiếp vợ con ngươi, cướp tiền tài của ngươi, giết thân mạng ngươi, ngươi vẫn chẳng dám dùng lời ác chửi nó, vì sức chẳng chống chọi lại được. Loài vật bị giết cũng vì chẳng có sức chống cự lại được. Nếu nó kháng cự được, tất nhiên nó sẽ cắn xé kẻ toan giết nó đến cùng. Sao không đối với cảnh khổ ấy, hãy thử nghĩ lại xem. Loài vật cùng ta đều tham sống sợ chết. Ta đã có trọn vẹn cái thể chất đội trời đạp đất này, lẽ ra phải nên hỗ trợ đất trời sinh thành, dưỡng dục, khiến cho các loài chim thú, cá rùa kia đều sống yên vui. Nỡ nào giết thân mạng chúng để vui sướng bụng miệng mình. Do sát nghiệp cố kết đến nỗi phát sinh cái họa đao binh do người gây ra và các thiên tai, nước lửa, hạn lụt, đói kém, tật dịch, gió lốc, địa chấn, biển trào, sông ngập, vân vân, nối tiếp nhau giáng xuống. Giống như biếu quà cuối năm, ta biếu quà đi, người biếu quà lại, quyết chẳng bao giờ biếu đi chẳng được biếu lại, hoặc chỉ nhận quà chứ không biếu trả. Nếu có trường hợp như vậy, tất nhiên phải có nhân duyên nào khác ngăn trở, chứ thật ra đều chẳng ngoài chuyện qua lại đáp tạ cả. Trời thưởng phạt cũng giống như thế, huống hồ là chuyện báo đền giữa con người. Vì thế kinh thư viết: làm lành giáng xuống trăm điều tốt lành, làm việc chẳng lành giáng xuống trăm điều họa ương. Kinh dịch chép: nhà tích thiện ắt sợ vui có thừa, nhà chứa điều bất thiện ắt tai ương có thừa. Đạo trời ưa xoay dần, không có gì qua mà chẳng lại. Muốn tránh khỏi ác quả, phải đoạn ác nhân trước đã. Muốn được thiện quả, phải trồng thiện nhân trước đã. Đấy là lẽ rốt ráo của lý trời tình người vậy. Trên Kinh Đại Thừa thường nói: na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Na già là tiếng Phạn, ý nghĩa của nó là rồng voi. Rồng chúng ta chưa thấy qua, voi thì chúng ta thấy qua. Bạn thấy voi lớn, đến rừng thú xem thấy voi lớn. Voi lớn một ngày từ sớm đến tối, cái dáng vẻ của nó dường như đang ở trong định vậy. Đi đứng rất chậm rãi, không vội, không khẩn trương. Thái độ của nó giống như
đang ở trong định vậy. Cho nên dùng cái này để làm thí dụ, thí dụ cho đời sống của Phật Bồ Tát đều đang ở trong định. Cho dù động tác rất là nhanh nhẹn, bằng tỉ mỉ mà quan sát vẫn là đang ở trong định. Vì sao vậy? Tâm của các ngài là thanh tịnh, tâm không hề dao động. Cho nên khi thân đang nhanh nhẹn, bạn quan sát thấy đều là đang ở trong định. Đại tịch định mà chỗ này nói, quy về bổn kinh này của chúng ta mà nói, chính là niệm Phật tam muội. Cùng phía sau A Nan đã nói, trước sau hợp nhau. Đích thực đó là niệm Phật tam muội. Cái điểm này chúng ta phải học. Học bằng cách nào vậy? Thực tế mà nói, nhìn thấu buông bỏ. Buông bỏ tâm liền định. Xin nói với các vị, buông bỏ hết tất cả. Tại vì sao phải buông bỏ? Tất cả đều là giả, không có thứ nào là thật. Không chỉ tất cả pháp thế gian phải buông bỏ. Buông bỏ là tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Để ở trong lòng thì sai rồi. Bạn chính là phàm phu. Để ở trong lòng thì bạn liền có tích chứa, bạn liền có vướng bận, bạn liền có lo lắng, có phiền não. Vậy nên biết những thứ này thì đều là giả, không có thứ nào là thật. Bạn nói bạn thật lòng không thể buông bỏ là giả thôi. Nếu như hiện tại bạn chết rồi, bạn có buông bỏ hay không? Cho nên Đại sư Ấn Quang thường hay nhắc nhở chúng ta, mỗi giờ mỗi phút phải dán cái chữ chết ở trên trán. Cái gì bạn cũng đều buông bỏ, còn cái thứ gì đáng nghĩ ngợi? Làm gì không buông bỏ được chứ? Bạn mê chấp, si mê, chấp trước, bạn không thể buông bỏ. Bạn phải nên biết không thể buông bỏ thì phải sanh tử luân hồi trong sáu cõi. Bạn không thể buông bỏ là gì? Không thể buông bỏ sanh tử luân hồi. Tất cả thảy đều buông bỏ rồi, chúc mừng bạn, bạn đã siêu diệt sáu cõi luân hồi. Thành thật mà nói, chỉ đơn giản như vậy. Xem bạn có bằng lòng làm hay không. Không chỉ thế gian pháp phải buông bỏ, Phật pháp cũng phải buông bỏ. Trên Kinh Kim Cang chẳng phải đã nói rồi hay sao? Pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Cái pháp đó chính là Phật pháp. Đó là Phật dạy cho chúng ta. Phật pháp cũng phải buông bỏ. Vì sao vậy? Làm gì có Phật pháp? Phật pháp là nhân duyên sanh, không phải là thật. Ở trên kinh Phật nói, chúng sanh có bệnh, Phật pháp là thuốc. Bạn hết bệnh rồi thì thuốc cũng phải bỏ luôn. Bệnh hết rồi mà còn phải uống thuốc thì sẽ uống ra bệnh. Cái đạo lý này thì mọi người dễ hiểu. Pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Hiện tại chúng ta có bệnh, cần phải có Phật pháp. Ngày ngày ở nơi đó giảng, vì cần thiết đến khi bạn vào được cảnh giới này thì Phật pháp này sẽ không cần. Cần nữa thì bạn lại bị bệnh, thì bạn lại không bình thường. Cho nên các vị phải nên biết, sau khi giác ngộ rồi thì bạn sẽ giống như người xưa đã nói, Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm đói pháp là một đống lời thừa, một bộ đại tạng gọi là một đống giấy dụng. Khi vào được cảnh giới rồi, chưa vào vậy thì còn có lợi ích, ngộ nhập rồi thì không cần nữa. Phải hiểu rõ cái đạo lý này. Ý nghĩa của những lời nói này chính là dạy chúng ta đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không nên đi phân biệt đó, không nên chấp trước đó. Bạn liền dùng được tự tại.
Pháp không phải không có chỗ dùng. Có chỗ dùng, đời sống của bạn được rất tự tại, đời sống sẽ được rất an vui. Không có lo lắng, không có phiền não, không có vướng bận, không có vọng tưởng, bạn được nhiều an vui. Bạn xem trên Kinh Đại Thừa, bốn kinh này là Kinh Đại Thừa. Bốn kinh dạy bảo chúng ta tu hành. Quan trọng nhất chính là tám chữ: phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Đó là cương lĩnh tu hành của bổn kinh. Tám chữ này hợp lại là viên tu, viên chứng. Thiên về một phía thì không được. Nếu như bạn thiên ở phát tâm Bồ Đề thì không có một lòng chuyên niệm, không đúng. Một lòng chuyên niệm không có tâm Bồ Đề cũng không thể giảng sanh. Cho nên phát tâm Bồ Đề cùng một lòng chuyên niệm phải kết hợp lại thì bạn quyết định được sanh tịnh độ. Tâm Bồ Đề, kinh luận hợp lại xem thì ý nghĩa rất là rõ ràng. Trong Quán Kinh đã nói: chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Đó là tâm Bồ Đề. Trong Khởi Tính Luận đã nói: trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Kinh luận hợp lại xem, trực tâm chính là tâm chí thành. Cái tâm này chân thành đến tột đỉnh. Cái gì gọi là chân thành? Không có một vọng niệm nào. Cái tâm này mới là chân thành. Cho nên tâm chí thành trong tâm Bồ Đề chính là trụ Phật sở trụ. Thâm tâm là hành Phật sở hành. Thâm tâm người xưa đã nói cho chúng ta nghe, đó là kinh luận đều nói thâm tâm. Thâm tâm là hiếu thiện, hiếu đức. Thiện và đức đều tương ưng với chân thành. Đó mới gọi là thâm. Hiếu thiện, hiếu đức, thiện đức và chân thành không tương ưng, đó là giả, không phải là thật. Cho nên Đại sư Thiền Đạo nói: nhất thiết giai tùng chân thật tâm trung tác. Lời khai thị này rất có đạo lý. Khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế tiếp vật, tất cả phải từ trong tâm chân thật mà làm. Một chút hư ngụy cũng không có. Hiếu thiện, hiếu đức, đó là tự hành, tự thọ dụng, tự thành tựu. Sau cùng hồi hướng phát nguyện tâm, cũng chính là tâm đại bi. Đó là lợi tha. Cũng chính là nói chúng ta dùng tâm chân thành. Chân tâm đối với chính mình là thâm tâm. Chân tâm đối với người khác là tâm đại từ bi. Chân tâm đối với người khác chính là tâm hồi hướng phát nguyện. Chỗ này nói là tối thắng chi đạo. Nghe chủ này nói ba câu: trụ Phật chi sở trụ. Đó là tâm chí thành. Đạo sư chi hành là thâm tâm. Tối thắng chi đạo là tâm đại bi. Tâm hồi hướng phát nguyện, khởi tâm động niệm đều là lợi ích tất cả chúng sanh. Đó là chúng ta hợp lại trên tâm Bồ Đề mà nói. Đó là thực tiễn tâm Bồ Đề. Nếu như chỉ ở trên sự tướng mà nói, chúng ta đều phải dùng tâm
để học tập. Phật trụ ở đâu vậy? Phật trụ ở chân thành. Chân thành chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, cái danh hiệu này Đại Đức xưa nói với chúng ta, đó là danh từ của tánh đức. Đức hiệu của chân như bổn tánh, cho nên gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Di Đà là tự tánh Di Đà. Trong tâm có A Di Đà Phật, chính là trụ Phật sở trụ, mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Không có một vị chư Phật Như Lai nào mà không niệm A Di Đà Phật. Tôi nói cái niệm này, mọi người không nên hiểu lầm, không nhất định là niệm trong miệng. Niệm trong miệng thì không xem đó là niệm. Cái gì gọi là niệm? Tâm tương ưng. Bạn xem thấy A Di Đà Phật, danh hiệu A Di Đà Phật này là tiếng Phạn, toàn là tiếng Phạn. Ý nghĩa của đó là vô lượng giác. A dịch thành nghĩa trung gian là vô, Di Đà dịch thành nghĩa trung gian là lượng, Phật dịch thành là giác. Các vị thường nghĩ xem, có vị Phật nào không cùng tương ưng với vô lượng giác? Tương ưng với vô lượng giác, không lìa khỏi vô lượng giác, thì gọi là niệm Phật. Đó là thật niệm A Di Đà Phật. Bạn phải hiểu được cái đạo lý này. Nếu không mà nói, bạn vừa nghe tất cả chư Phật đều niệm A Di Đà Phật liền cảm thấy kỳ lạ. Phật tại vì sao phải niệm A Di Đà Phật? Không hề nghe nói qua Phật niệm A Di Đà Phật. Sau khi bạn đem lý hiểu cho tường tận, thì tất cả chư Phật chân thật là niệm A Di Đà Phật, chưa từng gián đoạn bao giờ. Ngày nay chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật là đang học tập. Chân thật gọi là học Phật, một chút cũng không giả. Đang học Phật 100%. Cho nên các đồng tu từ nơi khác đến, tôi nhất định khuyên họ đến niệm Phật đường để niệm Phật. Hôm qua chúng ta giảng đến chỗ này, nói 10 ba la mật, bố thí, trì giới. Hôm nay chúng ta phải giảng nhẫn nhục. Trên Kinh Kim Cang, Phật nói với chúng ta: nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Cái nhất thiết pháp này phạm vi bao hàm rất rộng lớn, không luận là tất cả pháp thế gian, hoặc giả là tất cả pháp xuất thế gian, có thể nói là không thể khác nhau, đều là do nhẫn mà được thành tựu. Loại hiện tượng tự nhiên này trong nhà Phật gọi là pháp nhĩ như thị. Đó chính là tánh đức.
Việc nhỏ thì phải có lòng nhẫn nại nhỏ mới có thể thành tựu. Sự việc càng lớn thì càng phải có nhẫn lực lớn mới có thể thành tựu được. Chúng ta xem qua trong Đại Thừa Giáo nói như thế nào. Phạm ngữ sằng đề, hoa ngôn nhẫn nhục. Thực tế mà nói là ý nghĩa của sự nhẫn nại. Dịch thành ý nghĩa trung văn chính là nhẫn. Năm xưa, những pháp sư dịch kinh xem thấy người Trung Quốc không giống như người phương Tây. Người Trung Quốc xem thấy sức nặng đối với chữ nhục, chấp trước kiên cố. Chúng ta gọi là chấp trước. Chấp chính là cố chấp. Trước chính là dính mắc. Đối với cái hiện tượng này có sự chấp trước kiên cố. Cho nên dùng cái danh từ chấp trước này chính là dính mắc kiên cố. Dính mắc thì đã sai rồi. Dính mắc cái gì? Chính là nhục. Người xưa Trung Quốc thường nói sĩ khả sát, bất khả nhục. Sĩ là một người có học. Hiện tại chúng ta gọi là phần tử tri thức. Phần tử tri thức chặt đầu không hề gì, không hề sợ. Nhục mã thì không được. Quyết định không thể chịu được sự sỉ nhục. Cho nên Pháp Sư Dịch Kinh nói người Trung Quốc chấp trước nghiêm trọng như vậy đối với sỉ nhục. Vì vậy nhẫn chính là nhẫn nhục. Nhục có thể nhẫn, vậy còn thứ gì mà không thể nhẫn? Cho nên những đại đức Dịch Kinh liền khắc ý lấy cái chữ này nhắc nhở người Trung Quốc không có thứ nào mà không thể nhẫn. Nhẫn mới có thể thành tựu. Phía sau nói nhẫn có hai loại. Một cái là sanh nhẫn, một cái là pháp nhẫn. Có hai loại như vậy. Cái gì gọi là sanh nhẫn? Dị ư cung kính cúng dường, trung bất sanh kiêu vật. Đó là một loại. Loại thứ hai, ư sân mà đã hại trung bất sanh oán hận. Đây đều là thuộc về phương diện nhân sự. Chúng ta nói phương diện này trước. Việc này rất khó nhẫn. Cung kính, cúng dường. Chúng ta thường nói gặp được thiện tri thức, hoàn cảnh tốt, xứng ý vừa lòng, thuận cảnh, thiện duyên. Thiện duyên là nói người tốt, đều là người bạn ưa thích. Hoàn cảnh tốt, tất cả xứng ý vừa lòng. Bạn ở trong đó không sinh kiêu ngạo. Vật là phóng vật. Kiêu là kiêu mạn. Có quan hệ mật thiết với tham luyến. Có thể ở trong hoàn cảnh tốt như vậy mà không khởi tham luyến. Cái điểm này rất quan trọng. Nếu như ở trong cảnh thiện duyên khởi tham luyến thì phiền não liền lớn. Lớn ở chỗ nào vậy? Bạn không lìa khỏi được hoàn cảnh đó. Bạn ưa thích cái hoàn cảnh đó, tham ái cái hoàn cảnh đó. Thế nhưng thọ mạng của bạn có hạn. Sau khi chết rồi, người học Phật chúng ta đều biết có luân hồi. Sau khi chết rồi đi đến nơi đâu? Đến bất cứ nơi đâu tuyệt đối không phải Vua Diêm La đem bạn đưa đi.
Vua Diêm La có hay không? Có, là có sự việc này. Vua Diêm La căn cứ vào ý nghĩ của chính bạn. Ông ý dựa vào cái gì để phán bạn đi đến đường nào? Bạn ưa thích đến đường nào, ông ấy liền phán cho bạn đi đến nơi đó. Ưa thích cái gì? Ưa thích tham luyến, không nỡ lìa bỏ. Không nỡ lìa bỏ cái nhà. Nghề nghiệp cả đời của bạn vẫn không tệ, không có tạo tội nghiệp gì lớn. Đời sau lại được thân người, thì đến nơi đâu vậy? Lại đến nhà của bạn, làm con cháu trong nhà, làm con cái của con cháu bạn, lại biến thành người một nhà. Vì sao vậy? Họ tham luyến đối với cái nhà này. Nếu như là người xuất gia thì phiền phức. Người xuất gia thì ở trong chùa, trong chùa thì không có nam nữ hôn phối. Vậy thì phải làm sao? Họ không đi được khỏi nơi đây. Trong chùa thì có chuột, có con gián, có con kiến. Họ liền đầu thai vào đó. Họ không chịu lìa bỏ được nơi đó, cho nên phiền phức lớn. Do đó Phật Đà mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chúng ta thuận cảnh thiện duyên, quyết định không thể có tâm tham ái. Ngay chỗ này gọi là kiêu dật. Tôi nói tham luyến dễ hiểu. Hành động tham luyến chính là kiêu mạn phóng túng. Không luận ở hoàn cảnh nào, gia đình cũng tốt, đối với sự nghiệp của bạn cũng tốt. Khi nào thuận tâm thì phải có cảnh giác cao độ. Phải nên biết con người ở thế gian này, đời người chân thật là duyên hợp rồi duyên tan. Mọi người có thể cùng ở với nhau là duyên phận. Duyên hợp thì có mặt ở nơi đây, duyên tan thì sẽ không có mặt nơi đây. Duyên hợp, duyên tan. Khi hợp thì không sanh tham luyến, khi tan thì cũng không bi thương. Mãi mãi gìn giữ tâm bình thường của bạn. Bình là bình đẳng, không khởi sóng động. Thường là vĩnh viễn giữ gìn cái tâm bình lặng đó của bạn. Tâm thanh tịnh, không khởi sóng động. Trong nhà Phật có một danh từ gọi là tam muội, cũng gọi thiền định. Cho nên thiền định không nhất định ngồi chéo chân quay mặt vào vách. Thiền định chân thật chính là mỗi giờ mỗi phút đều giữ gìn tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Đó là chánh định. Nên gọi là đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Vào được cảnh giới này, trong Phật Pháp gọi là thánh nhân. Đó là Phật Bồ Tát. Vậy thì không phải là người thông thường. Người thông thường luôn là có tâm tư. Tâm tư luôn là không tránh khỏi tham sân si mạn. Nhưng phiền não này đang làm chủ. Trái lại, nếu như ở trong nghịch cảnh, cái hoàn cảnh đó rất là không tốt, bạn rất không ưa thích, gặp phải ác duyên. Ác duyên là hoàn cảnh nhân sự. Gặp được những người đó đều là chính bạn chán ghét. Bạn không thể cố gắng cùng sống hòa thuận. Vào lúc này phải làm sao? Trong lúc bị đánh mắng, không sanh oán hận. Biết được đi cũng là duyên hợp. Đó là duyên gì? Đó là duyên bất thiện. Thuận cảnh
thiện duyên, đó là duyên tốt. Nếu trái ngược lại thì không phải duyên tốt. Thế nhưng nó cũng phải hợp. Khi nhân duyên gặp lúc thì quả báo vẫn phải chịu. Người khác dùng tâm sân hận đối với chúng ta, dùng ác khẩu thêu dệt đối với chúng ta, thậm chí đánh mắng hãm hại. Vào lúc này, quan trọng nhất là không sanh tâm oán hận. Vì sao vậy? Trong Đại Thừa Giáo Trung Quốc, Tổ sư Đại Đức thường hay trắc nghiệm học trò. Dùng lời hiện tại mà nói chính là khảo thí, khảo nghiệm bạn. Thường hay nhắc nhở chúng ta, bạn biết không? Ý nghĩa của hai chữ này rất là sâu. Trong câu nói này bao hàm cả nghĩa sâu là nhìn thấu, là buông bỏ. Bạn biết không? Bạn nhìn thấu hay chưa? Bạn buông bỏ hay chưa? Nhìn thấu là cái gì? Chân tướng sự thật, gọi là quan gia đối đầu. Không phải quan gia thì không thể cùng nhau. Quan gia tụ hội thì không tránh khỏi sân hận báo thù. Chúng ta ở trong loại hoàn cảnh này, người khác mắng giết chúng ta, chúng ta có tức giận hay không? Đặc biệt là vô duyên vô cớ, hoặc giả là họ hiểu lầm đối với chúng ta, chúng ta sẽ cảm thấy rất là oan ức. Cảm thấy oan ức thì liền có oán hận trong đó. Từ trong oán hận sanh tâm báo thù, sự việc này phiền não liền lớn. Đời đời, kiếp kiếp về sau, oan oan tương báo lẫn nhau, không hề kết thúc. Đời sau mãnh liệt hơn đời trước. Cho nên không phải quan gia thì không tụ hội. Thế nên Phật nói với chúng ta, quan gia nên giải, không nên kết. Đó là bạn giác ngộ. Chúng ta đối đầu với những quan gia này, quan trọng nhất là phải hiểu được cái gì hóa giải. Không nên kết quán nữa. Hy vọng ngay đời này gặp được, cái sổ nợ này sẽ trả hết ngay đời này. Đó là thông minh, đó là trí tuệ chân thật. Cho nên nếu như chúng ta gặp phải, nhất định phải biết được nhẫn nhục. Họ sỉ nhục ta, ta phải có thể nhẫn nhục, hóa giải hết cái quán kết này. Chân thật là người tu hành không chỉ là không có lòng oán hận, không có lòng báo thù, còn phải khởi lên cái tâm gì? Tâm cảm ơn, tâm cảm tạ họ. Tại vì sao phải cảm tạ họ? Bởi vì họ dùng hành vi thái độ này đối xử ta, ta có thể hoan hỷ nhận chịu. Công phu nhẫn nhục của chính mình được nâng cao. Không có công phu nhẫn nhục này thì không làm được. Chứng minh bằng nhẫn nhục đến được trình độ nhất định, cũng như nói họ đến để thử nghiệm ta, ta thông qua rồi, vậy ta có nên cảm kích đối với thầy giáo hay không? Cho nên câu nói biết không của Tổ sư Đại Đức, bạn xem ý nghĩa bao sâu. Nếu như khi bạn biết rồi, không chỉ thuận cảnh không sanh tham luyến, nghịch cảnh không sanh sân hận, phiền não tập khí của bạn liền dần dần thật buông bỏ. Nếu bạn không thông qua khảo nghiệm này, bạn làm sao biết được công phu của bạn được chín muồi?
Thank you.